ta cùng gặp gỡ bé Thư Kỳ ạ. Chú làm gì mà thấy nổi da gà. Ba tôi đưa tôi ra đâu làm một mình ba đội cả trời nắng to. Cái màu của Walking nó có nhiều cái màu khác nhau, giống nó có cái funky style, nó hơi tưng tưng và ngầu hơn. Và cái này mình kêu là của con diva là style. Diva style, đúng không? Ví dụ nếu mà mở nhạc gì con cũng nhảy theo được, đúng không? Dạ. Vậy bây giờ phải làm liền mới tin. Cho một bài nào không liên quan tới cuộc đời của bé mở thử coi nó Walking freestyle như thế nào. Cho cái bài sôi động đi, cho coi kỹ thuật nhanh của cháu nó như thế nào. Thêm đi, thêm đi. Ban giám khảo muốn coi thêm thì khoan đã, tại vì bé sẽ còn có một cái sự phô diễn kỹ năng của mình nữa. Bởi vì ngoài nhảy theo điệu nhạc ra freestyle như vậy thì bé có thể tương tác được với cả màn hình LED nữa. Oh, ok. Con này cũng vui nữa. Rồi, coi liền, coi liền. Con có được là cái cảm giác. Đôi khi con làm một động tác đơn giản chú cũng thấy nó hay, là bởi vì cái cảm giác về nhạc của con rất là tốt. Cảm ơn ạ. Mấy cái thử thách này xem hơi dễ. Dễ ha. Bây giờ chú Huy muốn thử thách con với một cái đào cụ. Đi tới đâu làm là ở đâu là phải biểu diễn ở đó đúng không ạ? Nhớ nha, biểu diễn về với nhảy múa không phải là kịch câm. Dạ. Và thử thách Thư Kỳ bắt đầu. Bình xịt. Wow.
ai sấy tóc. Ra cửa. Thấy bạn và cùng khiêu vũ. Rồi, lên ghế. Ra cầm cái ly. Sẽ là một phần thử thách của ban giám khảo khách mời, chính là biên đạo John Huy dành cho bé Thúy Kỳ. Và thử thách bắt đầu. Hãy cùng đến với một màn biểu diễn có tên là Phượng Hoàng Lửa từ bé Thư Kỳ. Cùng đến với thử thách của Thư Kỳ. Xin mời ạ. Wow.
độ cao nhất của vòng xoay ạ. Wow. Bé này nha, phải gặp những người chuyên nghiệp, đối đầu với chuyên nghiệp mới được. Có thể theo yêu cầu, thử thách của giám khảo Harry Won, chương trình đã chuẩn bị và... Xin cửa màu xanh. Cho cái cửa màu đỏ đi.
quá. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7. Hello, đây là Trấn Thành. Nếu như các bạn yêu thích chương trình siêu tài năng nhí, hãy nhanh tay lên bấm subscribe kênh YouTube Vivo TV. Nhớ theo dõi và subscribe nhé. Thank you.